khán giả của Year One, mình là Quỳnh Anh xin. Hôm nay mình được mời đến đây tham dự khai trương của hàng kem Snowy. Và như các bạn thể thấy thì đây là gương mặt của mình với phong cách rất là cute và xinh. Còn mình ở đây thì một phong cách như thường thấy nó sẽ hơi cool hơn một chút xíu so với cái phong cách bên này. Trang phục ngày hôm nay của mình thì được mix bởi stylist Kenshi Phạm và với một tông màu hồng tiệp với cả tông của màu hàng kem. Phong cách trang điểm của mình thì hôm nay thì mình cũng nhấn một chút son và màu mắt hay là màu má, nó cũng cùng tông với cả bộ trang phục của mình ngày hôm nay. Cá tính của mình thông qua thời trang thì nó cũng rất là đa dạng. Ví dụ như là mình sẽ mặc theo tùy theo hoàn cảnh hay là tùy theo cái mood của mình ngày hôm đấy như nào nữa. Có hôm thì mình sẽ mặc kiểu bánh bèo, có hôm thì cool, có hôm thì sẽ lịch sự và nhã nhặn. Nói chung sẽ mỗi ngày và mình sẽ thay đổi liên tục và sẽ không bị nhàm chán. Hiện tại thì mình đang theo hình ảnh là một fashionista ở Việt Nam, nhưng mà còn nếu ra quốc tế hay không thì mình nghĩ là do của con mắt của các bạn ở nước ngoài có thấy hình ảnh của mình phù hợp hay không nữa. Còn mình đương nhiên là mình cũng rất mong là hình ảnh của mình nó sẽ phủ sóng rộng rãi hơn, không chỉ Việt Nam mà còn ở nước ngoài. Và hiện tại thì mình đang theo hình ảnh của một fashionista, nhưng mà sau này thì mình mong sẽ trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Và với dự định sắp tới của mình sẽ là có một bộ phim ngắn tầm 10 tập ở trên YouTube của mình, do mình tự sản xuất và tự đạo diễn luôn, nên là mong các bạn sẽ xem nhé. Bí quyết làm đẹp của mình đó chính là về vóc dáng. Thì mình sẽ tập gym và tập nhảy khoảng tầm 2-3 lần một tuần. Còn về ăn uống thì mình sẽ hạn chế ăn tinh bột và ăn đường hay ăn đồ ngọt nhiều nhất có thể. Đương nhiên là không thể nào mà tránh được, nên là mình sẽ chỉ hạn chế thôi. Và cũng may là tại vì vóc dáng của mình nó cũng khá là gầy nữa, thế nên là cũng kiểu như là mình cũng không phải kiêng khem quá nhiều. Còn về dưỡng da thì mình chỉ có một tip duy nhất và mình nghĩ cái đấy là quan trọng nhất trong việc dưỡng da thôi, đó chính là tẩy trang. Tại vì tẩy trang là vô cùng quan trọng đối với việc dưỡng da. Dù các bạn có dưỡng nhiều bước đến mấy mà các bạn không tẩy trang kỹ thì da cũng không thể nào mà đẹp được. Quỳnh Anh xin chúc các bạn nữ sẽ càng ngày càng xinh đẹp và rạng rỡ hơn nhé.